Mắm kho là đặc sản của miền Tây. Đây được xem là món ăn dân dã, nhưng làm nhiều người mê đắm bởi hương vị đậm đà. Khi kết hợp mắm với thịt heo và cá, ăn kèm với các loại rau sống thì sẽ càng tuyệt vời. Hành trình hương vị vào lúc 19:50 Chủ nhật, ngày 28 tháng 11 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng người đẹp Thùy Tiên vào bếp chế biến món mắm kho này nhé.